Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vỏ bọc không tưởng, bệnh nhân sơ gan biến phòng bệnh thành thánh địa ma túy. Trong bóng tối của một bệnh viện, nơi mà sự sống và cái chết đang xen, một đường dây ma túy nguy hiểm đang được điều hành bởi Võ Văn Khuê, một bệnh nhân sơ gan nặng. Ở tuổi 51, Khuê không chỉ phải chống chọi với căn bệnh quái ác, mà còn lén lút xây dựng một hang ổ giữa lòng bệnh viện. Khi nhập viện để điều trị, Khuê đã thuê Nguyễn Văn Thi, một thanh niên 27 tuổi để chăm sóc mình, nhưng Thi không chỉ đơn thuần là người chăm sóc, mà người này chính là cánh tay phải của Khuê. Thay hắn, nhận và phân phối ma túy. Những gói ma túy được ngụy trang khéo léo trong các túi hoa quả được đưa vào bệnh viện với vẻ bề ngoài bình thường. Ngay khi nhận hàng, Khuê nhanh chóng chia nhỏ và giấu trong nhà vệ sinh phòng bệnh, sẵn sàng cho những giao dịch đen tối. Mọi thứ diễn ra êm ả cho đến khi ánh mắt của lực lượng công an dõi theo từng bước đi của Khuê. Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, vào trưa ngày 30 tháng 9, họ đã bắt quả tang khi người này đang giao ma túy cho Lê Văn Diệu, một người có tiếng tăm trong giới buôn bán chất cấm. Cũng ngay lúc đó, Khuê bị bắt giữ và cái mạng lưới tội phạm này bắt đầu lộ diện. Chuyên án mở rộng dẫn đến việc bắt giữ Trần Hà Thăng, 53 tuổi, một kẻ chuyên cung cấp ma túy cho Khuê. Từ lời khai của Thăng, các điều tra viên tiếp tục lần theo dấu vết đến vợ chồng Quang Văn Điệp và Lô Thị Thanh, những đầu mối quan trọng trong đường dây cung cấp ma túy. Khi các đối tượng này bị bắt giữ, sự thật về một mạng lưới ma túy tinh vi dần được phơi bày. Công an thành phố Vinh đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ những hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong một nơi tưởng chừng như an toàn, những bí mật đen tối đã bị lật tẩy và cuộc chiến chống lại cái ác tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ. Phát hiện hàng trăm viên ma túy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Liên quan đến những chuyên án ma túy được triệt phá tại bệnh viện, không thể không nhắc đến vụ án ông trùm ma túy mua chuộc bác sĩ, tổ chức ổ nhóm ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Vào tháng 8 năm 2022, tòa tuyên phạt ông trùm Nguyễn Xuân Quý và một đàn em mức án tử hình trong vụ tổ chức bay lắc mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Vụ án tưởng chừng là bài học lớn cho những kẻ mua bán cái chết trắng. Ấy thế nhưng mới đây, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, hàng trăm viên ma túy lại được phát hiện. Nhưng kẻ chủ mưu là ai? Bằng cách nào hắn được đưa ma túy vào bệnh viện là câu hỏi không hề đơn giản. Ngày 27 tháng 2, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khám xét tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Thông tin ban đầu, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tiến hành khám xét tại bệnh viện này trong tối ngày 26 tháng 2. Số lượng tang vật được công bố cụ thể. Bước đầu phát hiện hàng trăm viên ma túy. Số ma túy được phát hiện nói trên được xác định có liên quan đến nhân viên của đơn vị giặc là có hợp đồng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Tiếp đó, các lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá một vụ án liên quan đến ma túy khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh làm rõ. Ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hai thanh niên sau khi bắt quả tang người này tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hai người này là Đặng Thanh Vũ, 30 tuổi, ngụ xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và Hoàng Hải Đức, 34 tuổi, ngụ phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Theo cơ quan công an, Vũ và Đức là nhân viên của công ty NMC có trụ sở tại thành phố Hà Nội, hiện đang có hợp đồng giặc là tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Xưởng giặc là nằm trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và được bệnh viện này giao cho công ty NMC quản lý sử dụng theo hợp đồng. Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2, tại xưởng giặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các lực lượng chức năng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì bắt quả tang Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc tại xưởng giặc của Vũ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai người này khai nhận trong quá trình làm việc tại xưởng giặc đã mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Đặng Thanh Vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức. Người điều trị tâm thần tổ chức bay lắc trong bệnh viện.
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo đó, bị cáo chủ mưu Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi ở huyện Thanh Trì, nhận mức án tử hình về 3 tội mua bán, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Đỗ Thị Lưu, cựu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, và Bùi Thị Hạc, cựu hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, cùng bị phạt 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, bị phạt 7 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 năm 6 tháng tù đến chung thân về các tội liên quan đến ma túy. Đây là một vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vào thời điểm đó, vì người cầm đầu tổ chức sử dụng ma túy lại chính là người đang phải điều trị bệnh tâm thần và nhiều cán bộ bác sĩ tại bệnh viện cũng tiếp tay cho đường dây ma túy này hoạt động. Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Xuân Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần khi đang can tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy, phục vụ việc bay lắc, sử dụng ma túy. Bị cáo còn tổ chức hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của bệnh viện. Quý thường xuyên chỉ đạo đàn em đi giao nhận bán lẻ ma túy, ổ nhóm ma túy do Quý cầm đầu hoạt động trong suốt thời gian dài. Đến tháng 3 năm 2021, lực lượng cảnh sát ma túy Hà Nội bắt quả tang 3 nghi phạm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Quý còn khai dùng tiền mua chuộc bị cáo Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa, bằng cách mỗi tháng nộp từ 6 đến 10 triệu đồng. Theo lời khai của Quý, nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt, phải đi trả án hoặc không được tiếp tục điều trị tại khoa. Sự việc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trở thành hang ổ tổ chức mua bán sử dụng ma túy đã gây sốc trong dư luận suốt một thời gian dài. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi, ở huyện Thanh Trì là đối tượng đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy, phục vụ việc bay lắc sử dụng ma túy. Bị cáo còn tổ chức hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên bệnh viện. Quý thường xuyên chỉ đạo đàn em đi giao nhận bán lẻ ma túy. Mỗi lần Quý trả công 1 triệu đồng và cho những người này sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị của mình. Ổ nhóm ma túy do Quý cầm đầu hoạt động trong suốt thời gian dài. Đến tháng 3 năm 2021, lực lượng cảnh sát ma túy Hà Nội bắt quả tang 3 nghi phạm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ lời khai của nhóm này, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thu giữ lượng lớn chất ma túy. Đáng chú ý, liên quan đến cơ quan điều tra xác định có trách nhiệm của hàng loạt cá nhân là cán bộ thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trong đó, Quý khai dùng tiền mua chuộc bị cáo Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa, bằng cách mỗi tháng nộp phế 6 đến 10 triệu đồng. Theo lời khai của Quý, nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu dọa sẽ nhận xét vào bệnh án là sức khỏe tốt, phải đi trả án hoặc không được tiếp tục điều trị tại khoa. Được sự bật đèn xanh, Quý ngang nhiên lộng hành, dọa nạt các nhân viên y tế trong khoa, khiến không ai dám nhắc nhở tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Lưu không thừa nhận việc cầm tiền, không biết Quý cải tạo phòng bệnh để hoạt động về ma túy. Đặc biệt, công an còn xác định các bị cáo Huệ, Vũ, Hạc là nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý của bệnh viện đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý. Trong vụ án ông trùm ma túy, trong vụ án khai dùng tiền mua chuộc bác sĩ, tự ý cải tạo phòng bệnh rồi tổ chức ổ nhóm ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng, vào tháng 5 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trong số này, Nguyễn Xuân Quý, 39 tuổi, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị truy tố về 3 tội, mua bán, tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can Đỗ Thị Lưu, 53 tuổi, cựu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can, Nguyễn Thị Minh Huệ, 42 tuổi, điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, và Bùi Thị Hạc, 38 tuổi, cựu hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, cùng bị truy tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Riêng bị can Nguyễn Anh Vũ, 36 tuổi, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, bị truy tố tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc, chữa bệnh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!